Xin chào các bạn. Hôm nay quả là một ngày rất là tốt lành, rất là đẹp trời. Và một cái tin tốt lành đó là tại tiểu bang Nam Úc nơi mình sống thì đã 14 ngày liên tục không có một cái ca nhiễm mới nào. Hôm nay đó thì học sinh đã đi học trở lại như bình thường, rồi các cái cơ sở kinh doanh đó đã đang hoạt động trở lại và cuộc sống đang dần dần trở lại bình thường. Và hôm nay mình lại đi trở lại như bình thường thì hôm nay mình mời các bạn cùng đi siêu thị với mình ha, để xem và đi một vòng quanh ách lấy để xem là hiện tại là cái cuộc sống đã trở lại bình thường như hay chưa ha. Nào chúng ta cùng đi, let's go. Mặc dù việc nới lỏng hạn chế đã được áp dụng, nhưng mà các bạn thấy ở ngoài đường mọi người vẫn còn rất là từ tốn ha. Đường xá vẫn còn khá vắng, đỡ vắng hơn ngày thường thôi, chứ thật ra thì cũng rất là vắng so với cái hồi trước khi xảy ra dịch coronavirus. Thủ tướng Úc trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy tuần vừa rồi đã đưa ra một cái bản kế hoạch phác thảo về ba cái giai đoạn để mở cửa nước Úc trở lại vào cuối tháng 7. Giai đoạn 1 thì hàng quán, thư viện, rồi trung tâm cộng đồng sẽ được mở cửa trở lại với cái mức giới hạn là 10 người, và được du lịch trong cái địa phương, tức là trong cái tiểu bang mình sống thôi. Rồi các hộ gia đình cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ, party chiêu đãi với nhau, nhưng mà giới hạn là 5 người tại nhà và cho phép du lịch địa phương về vùng nông thôn. Còn giai đoạn tiếp theo thì nhiều hoạt động thể thao giải trí sẽ được hoạt động trở lại với giới hạn là 20 người, và lúc này thì sẽ được phép du lịch xuyên tiểu bang nhưng mà một cách từ tốn, để từ tốn nha các bạn, từ tốn trong ngoặc kép. Giai đoạn thứ hai trong lộ trình thì sẽ chứng kiến các cuộc tụ họp lên tới 20 người và cho phép mở lại phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, rồi hoạt động thể thao cộng đồng, rạp chiếu phim, phòng trưng bày, công viên giải trí và một số du lịch của các tiểu bang sẽ được phép. Cái giai đoạn 2 thì sẽ được du lịch xuyên tiểu bang đó các bạn. Giai đoạn cuối thì hầu hết các công nhân sẽ được trở lại làm việc và sẽ được du lịch quốc tế rộng lớn hơn, nhưng mà còn chờ cân nhắc. Thì ông Thủ tướng Scott Morrison, ông hy vọng rằng đến tháng 7 sẽ xong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 và sẵn sàng thực hiện giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Trong đó sẽ nhìn thấy tất cả mọi người sẽ được trở lại nơi làm việc, quán rượu, rồi câu lạc bộ đã sẽ được mở cửa trở lại và có thể tập hợp lên tới 100 người, và tất cả các chuyến du lịch giữa các tiểu bang sẽ được thông thoáng. Và đến thời điểm này, du lịch quốc tế đến New Zealand và các quần đảo Thái Bình Dương và một số miễn trừ cho sinh viên quốc tế cũng sẽ được xem xét. Nhưng Thủ tướng cũng nói rằng thời gian và cái biện pháp mở cửa sẽ rất là khác nhau trên cả nước. Tùy mỗi tiểu bang thì các cái kế họ sẽ cắt giãn các cái kế hoạch nào phù hợp với cái hoàn cảnh nhất của từng tiểu bang đó. Giống như là cái tiểu bang South Australia nơi mình sống hiện nay thì đã đang ở giai đoạn 1.
bây giờ mình đã tới siêu thị rồi nè các bạn. Đây là Chemist Warehouse ha các bạn. Thật ra thì cũng chưa có đông người lắm. Chắc có lẽ hôm nay do thời tiết bây giờ đang muốn chuyển mưa, thành ra là cũng không có được đông lắm. Còn đây là ở trong cái khu shopping đó các bạn. Mấy cái tiệm hàng ăn thì vẫn còn mở như bình thường. Rồi bây giờ đây thì mình đã vô Google. Chạy ngay tới cái quầy vậy. Toilet paper, yes, toilet paper đây rồi. Wow, quá chừng nhiều rồi này các bạn ơi. Trời ơi, trước đó mấy tuần mình không có mua được luôn đó. Hôm nay mua được rồi. Đầy hết trơn, đâu có thiếu đâu. Bạn xem ở trên các phương tiện truyền thông cũng thấy rồi đúng không các bạn? Hồi trước giờ ở bên Úc trong cái đợt coronavirus vừa rồi xảy ra một cái cuộc khủng hoảng thiếu hụt giấy toilet. Có những cuộc gọi là tranh giành nhau, thậm chí là ở Sydney tại siêu thị Woolworth đó có cái vụ đó, có một người đó bị cáo buộc là rút dao ra đe dọa một người khác chỉ để tranh giành cái giấy toilet thôi đó các bạn. Lại kỳ quá không? Ồ, các bạn thấy đó, shop poly nhiều lắm. Cuộc khủng hoảng coronavirus này chắc là sẽ nhiều người phải bỏ shop, và shop poly rất là nhiều. Shop bị bỏ trống các bạn, họ trả mặt bằng đó. Ồ, ở trong khâu cũng quá trời giấy toilet paper nè. Không giới hạn số lượng. Đợt sau này đó, có một đợt mình có đi mua được cái giấy toilet paper, nhưng mà chỉ giới hạn mỗi người được mua một pack thôi. Còn bây giờ thì no problem, mua bao nhiêu cũng được. Ok rồi, tốt quá, mừng quá, đi thôi. Ồ, sao cái quầy này vắng quá trời luôn. Rồi bây giờ mình lại sang Audi. Hết khâu Woolworth rồi giờ sang Audi. Lên la hết chỗ này sang chỗ kia. Lâu quá rồi không được đi mà giờ đi buồn. Vẫn đầy đủ các mặt hàng, không có thiếu mặt hàng nào ha. Coi bên Audi có toilet paper không ha. Rồi, có rồi đây nè. Đầy hết trơn, đâu có thiếu đâu. Wow, đủ loại hết, đủ nhãn hiệu hết, đủ giá. Thích mua loại nào thì mua. Ồ, có thì có đó, nhưng bây giờ giá của nó không có còn như xưa nữa, nó có cao hơn, nhưng mà cao hơn một chút mà. Cũng được, miễn có là được. Bị thiếu sợ quá rồi, miễn có là được, giá mắc bao nhiêu cũng được, không sao. Ồ, không chỉ toilet paper, rồi giấy tissue, giấy napkin, towel, paper towel, đủ hết. Các loại giấy có đủ rồi. À còn đây đó là các cái loại bột nè. Các cái loại bột bây giờ cũng có đủ rồi. Mấy tuần trước á là mình không bao giờ đi mua được bột. Tính mua bột về làm bánh nhưng mà không có. Rồi, đầy trolley hết rồi. Toilet paper, đồ ăn cho chó. Các loại đồ ăn đủ hết rồi. Chắc bây giờ đi về được rồi đó. Rồi, đi ra tính tiền thôi. Bên Audi thì có vẻ đông hơn mấy siêu thị khác ha. Rồi, bây giờ mình đi tính tiền thôi, nhiều rồi. Từ hồi xảy ra dịch coronavirus thì hầu như tất cả các cái siêu thị họ đều làm một cái miếng chắn giữa cái nhân viên tính tiền và khách để bảo vệ an toàn
cho khách cũng như cho nhân viên của họ. Thôi xong rồi, bây giờ mình đi về đây. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.